trên tay lăm le bình xịt hơi cay. Manh động hơn, các đối tượng này đã ném chất bẩn nhiều lần vào nhà dân để uy hiếp. Và đây là hậu quả. Một thứ chất bẩn được trộn lẫn giữa mắm tôm, luyên, lưu huỳnh và thuốc trừ sâu. Con trai tôi này nói nợ của bọn xã hội đen đó, nhưng là cứ tối qua là lúc 1 giờ kém là nó ném vào nhà tôi đó, mùi là toàn thuốc sâu với luyên, là mùi hôi, mùi thối là không chịu nổi. Nợ chính là nguồn cơn của những hành động bạo lực. Cực chẳng đã, cách mà một số người dân ở xã Hiệp Thuận có thể làm để bảo vệ gia đình chỉ là căng bạt chặn chất bẩn rơi vào nhà. Hai thằng xịt hơi cay, hai thằng nó tấn công vào tôi, nó cứ chửi bắt đầu từ cổng vào. Cả làng Hiệp Thuận, trên dưới 200 gia đình có con cái dính vào cho vay nặng lãi. Trong khi tất cả con nợ đã bỏ trốn, thì người thân ở lại, còng lưng bán hết gia sản, thậm chí là chiếc xe máy cuối cùng để trả tiền cho nhóm côn đồ. Cái lãi là thấp nhất là 5.000 trên 1 triệu một ngày. Tức là mình vay ví dụ 10 triệu thì mình sẽ được cầm về khoảng 7 triệu thôi, cắt lãi luôn. Đó. Và người ta chỉ cần nhìn nhà mình có đất đai là người ta cho vay. Đến khi em giả rồi mà vẫn không xong, làm cho bây giờ chồng em thì đi rồi nhưng mẹ con thì ở nhờ ở đậu, không có chỗ ở nữa. Theo công an huyện Phúc Thọ, tín dụng đen hoành hành ở xã Hiệp Thuận từ khoảng 5 năm trước, sau đó đến đầu năm 2018 quay trở lại với những thủ đoạn tinh vi hơn. Những tháng cuối năm này, cả làng vỡ trận vì nhiều bố mẹ phải gánh nợ cho con lên tới hàng tỷ đồng. Nhiều thanh niên mới lớn, chỉ khoảng 15-16 tuổi là đối tượng bị lôi kéo vào cuộc đỏ đen nợ nần. Do đối tượng Nguyễn Phú Thanh, sinh năm 1995, trú tại cụm 4, xã Hiệp Thuận, cầm đầu. Cái ổ nhóm đối tượng này thì hoạt động cho thường là cho các cái đối tượng vay để tiền để tham gia các hoạt động cờ bạc. Là nhắm vào đối tượng là các em thanh thiếu niên mà có những biểu hiện là ăn chơi đua đòi hoặc là học hành có thể trễ nải, dẫn đến cái việc mà một bộ phận thanh thiếu niên của Hiệp Thuận chúng tôi là hiện nay đang dính vào cái tình trạng vay nợ. Cơ quan điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen tại xã Hiệp Thuận. Hiện tại, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Về xã Hiệp Thuận bây giờ, sẽ thấy nhà nào cũng có camera giám sát để ghi lại những hành vi trả thù của nhóm côn đồ. Bi kịch của hàng trăm gia đình nạn nhân khi có nhà nhưng không thể về. Trong khi thủ đoạn của ông trùm cho vay nặng lãi thì ngày một tinh vi và giấu mặt sau những lần người dân bị ném chất bẩn vào nhà.